Nếu mà Váng mà sinh vào cái thời đó ấy, khả năng là cũng được đưa về đây để làm vợ vua mèo rồi. Nếu mà ngày đó mà em được đưa về đây thì em có đồng ý làm vợ vua mèo không? Ở đấy thì em nghĩ là được làm vợ vua mèo chắc là một điều rất là hạnh phúc. Và một điều vì vua mèo thì là sẽ ở trong một cái không gian, nó sẽ không giống như ở ngoài. Là những người được vào làm vợ của vua mèo và sinh sống ở đây thì chắc hẳn sẽ là những người mà đã lọt vào mắt của vua mèo. Và chắc là cuộc sống này cũng sẽ là ổn hơn rất nhiều so với việc là phải bươn chải làm lũ với lại những cái ngọn núi đá ngoài kia, đúng không? Hôm nay thì em sẽ thử hóa thân thành một bà vợ của vua mèo. Sẽ nhảy múa ở trong cái không gian này, đúng không? Trên đường để rẽ vào cái khu dinh thự của nhà vương rồi. Cái nhà vương thì nằm gọn trong một cái thung lũng này các bạn ạ. Anh em mình gửi xe đây rồi, bây giờ uống nước một chút đã. Đi qua một chút cái không gian xung quanh này để cho các bạn xem. Rồi phía nhà của vương ở trên này. Lát nữa thì sẽ lên đấy cái hình cho các bạn xem. Sao đây ai cũng xinh nhỉ? Cho anh một quên cho em một ít nước nói chị ơi. Ok luôn nhỉ. Có ăn trứng không? Anh trứng ăn xúc xích ăn gì không? Anh chưa cho được nhìn em ăn xúc xích bao giờ, Váng ăn xúc xích đi. À đúng rồi, tí quay cho tí gửi tí tối về gửi cho. Để nó nguội, nó nguội sạc vào. Chị em ăn đi lấy đà tí còn nhảy múa nhảy tí ba anh em vì là Váng có rất là có năng khiếu về nhảy và múa lên nào. Lát nữa anh em sẽ hình dàn dựng ấy một cái tác phẩm nhỏ nhỏ để tạo cái dấu ấn ở đến thăm nhà của vương. Ok chứ Váng? Chưa biết là mình có hoàn thành thử thách của anh dạy được không, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Anh đặt rất nhiều niềm tin về em sau cái tiết mục ở Thẩm Mã vừa rồi, rất là ok. Đó là một tiết mục mang hơi hướng hiện đại các bạn ạ. Và ở nhà của vương này thì mình muốn là một cái tiết mục mang đậm cái bản sắc văn hóa truyền thống của người Mông. Những điệu múa chắc là sẽ mềm mại uyển chuyển hơn và nhạc cũng sẽ mang âm hưởng Tây Bắc. Các bạn đã chờ đó xem nha. Trước tiên thì chắc là sẽ giới thiệu qua nhạc Tây Bắc, không nhảy nhạc Đông Bắc cũng được. Thì chậm mắt làm gì? Quên. Giới thiệu chắc là lúc đầu thì các anh em mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái khu dinh thự này. Sau đó thì sẽ triển khai cái chương trình văn nghệ, văn nghệ âm nhạc. Anh còn mỗi cái lịt, có lấy không? Chìa khóa trong xe. Quên rút sao đi, rút đi. Anh mọi người uống nước gì? Mình còn nước mía rồi. Cho em vài quả trứng ăn chị ơi. Lấy chưa chứ mà. Quên chìa khóa thì lấy. Đâu rồi? Đi lấy. Đi. Anh để đấy em lấy. Em đang buộc tóc. Buộc làm gì? Còn phải buộc xong cái rồi. Đấy đi, nóng lắm. Lạnh ngắt rồi. Ngắt cũng làm người ta chết đi. Không bảo cái xúc xích chứ cứ bảo người chết được rồi. Ừ, nguội hết rồi. Lạnh ngắt rồi. Tưởng cụm ly. Trưa nay về thì mấy chị em có uống thêm không? Còn sao say thế? Mình lít nữa mình ngủ ngon anh ạ. Chưa biết được. Để em tính về. Vẫn còn chưa biết, hỏi từ tối hôm qua. Đi cùng Váng đi cho vui, giờ lại chưa biết được. Hỏi từ tối hôm qua vẫn chưa biết và đến 12 tiếng đồng hồ sau vẫn chưa biết. Không biết là có đi được không? Xem tí nữa nhìn. Lại còn một tí nữa mới trả lời được. Chị cho em nhé.
Anh muốn quay gần một tí thôi. Tí em tí xem góc gần của em. Không quay em. Kể lắm rồi. Được rồi. Tan đâu. Anh ngại lắm. Sợ người ta comment là nhiều cái ông chú ba váng bảo cái gì nhỉ? Chi ngại, chi ngại. Chi ngại, chi ngại. Chất chăm luôn à. Đấy nghe giọng nói sướng đấy. Ôi thì bạn thích là con gái người Mông nói nhá. Tiếng nghe hiểu tiếng Hàn Quốc hay tiếng ấy nhỉ? Nghe anh thấy nhẹ nhẹ hay hay. Bảo cứ nghe mấy cô gái ở trên vùng cao này nghe giọng nói dịu dàng này, bảo không biết cái lúc chửi chồng thì như thế nào. Ai? Đó, em thử diễn một đoạn nào. Vừa làm xong ấy. đấy là lúc đấy là lúc tức các bạn ạ. Em chửi bạn này được ạ. Ờ thử đi, em thử đi. Có gì anh bảo kê cho. Chín nó là. Tán một phát trước, chửi cho mà tán phát. Tán một phát. Nhưng mà bình thường em chửi bằng tiếng Mông em không biết chửi gì nhá. Còn chửi bằng tiếng thì bình thường mẹ em còn chửi. Anh biết chi la la này chắc là chửi mẹ rồi đúng không? Đừng ăn nữa, giờ lắm rồi. À. Không, nhưng mà bạn ấy bảo là béo với đẹp trai. À. Đúng rồi. Về phòng nó tham phiền suốt ngày ao ước em giảm cân với em thế nọ, em đi kia đau hết cả đầu. Lên đấy cho chị. Hướng dẫn viên du lịch của mình đây rồi. Thôi. Vàng thì dế à? Dạ. Vàng thì dế. Trong lúc đợi em Váng chuẩn bị cái tiết mục múa ở trong nhà của Vương ấy thì nhà Vương, mình cứ quen là nhà của Vương, thì mình cùng với cả Dế sẽ đi nhanh một vòng quanh khu nhà Vương này để giới thiệu cho các bạn xem là sẽ có những cái gì và lịch sử của nhà Vương ra sao. Bây giờ đấy mình vào mua vé trước đúng không? Dạ. Ok. Em chào chị ạ. Chào hai cô gái xinh đẹp. Cho em lấy vé vào cửa vậy. Một người hai vé chị được không? Có ba gói màu này. Hai vé để đây người ta gửi tiền. Như là vé ở đây rẻ nhỉ chị nhỉ? Rẻ nhất cả nước. Hai vé. Hai vé 20. Hai vé mỗi vé 20 à? Một vé 10. À một vé có 10.000 thôi á. Ồ, thế thì ít quá. Thế thì lấy đâu ra tiền để mà trùng tu khi mà dinh thự nó bị xuống cấp? Đang không có tiền thuê nhân viên đây. À đấy ạ, có thuê bọn em không? À, không có tiền thuê nhân viên đây, đều làm không này. À làm không? Nghe nói đấy bảo đây là cô bé bán đào ngày xưa đây à? Bán lê ạ. À bán lê à? À bây giờ em không bán nữa à? Có trời ơi. À chưa phải mùa lê. Tức là em lại bán là kiểu là bán chuyên lê thôi chứ còn giờ đào không thèm bán đúng không? Chuyên lê cả ốc chó để hàng em bán hết ạ. Không cả thế giới. Cho anh nhìn mặt một chút được không? Một giây thôi. Xem có đúng là cô bé Văn Lê không? Vì anh thần tượng mấy năm nay mà chưa được nhìn thực ngoài đời bao giờ luôn. Hả? Hết hồn cũng phải mở. Sao lại hết hồn được? Xinh quá nên là hết hồn. Đúng rồi, xem trên TV nhiều rồi mà trước đây cũng xem các bạn ở trên này quay nhiều nhưng mà chưa được thấy mặt thực tế ở ngoài. Cho anh nhìn một giây. Không chưa được, khổ. Con gái có phải đẹp mỗi ở đôi mắt đâu. Thôi không chê bạn ấy nữa, anh em mình di chuyển đi. Vì là cái dinh thự này cũng rất là lớn đúng không? Rất là rộng anh ạ. Ờ nên là mình sẽ mất khá nhiều thời gian đấy. 500.000 m². 3.000 m thôi. 500 mà. 3.000 m. 3.000 m anh đọc rồi, 3.000 m. Anh em gửi. Anh lướt lướt qua một số thông tin là như kiểu những cái bậc đá này mà vào trong là làm bằng đá hoa cương này. Cũng là một cái loại đá đặc biệt đấy. Vâng, đá xanh ngày xưa ấy anh ạ. À, còn những cái cây gỗ này gọi là cây sa mu đúng không? Cây sa mộc. À, sa mộc à? Vâng. Tuổi đời nó trồng là... Trồng rất là lâu rồi. À. Hơn 100 năm. Khoảng hơn 100 năm đúng không? Tức là nó sẽ cùng cái thời điểm mà người ta dựng cái nhà này đúng không? Vâng. Ừ, cả cái khu dinh thự này thì được bắt đầu xây từ năm 1898. Tức là đến bây giờ là hơn 125. Ấy, ui. 89 này. Đấy các bà đang bỏ súng bắn không vỡ đây này. Các cô ngắm dinh thự thế nào, có ấn tượng không ạ? Đẹp, nói chung là đẹp thì không phải là đẹp mà là mình nhớ đến là nó như là một cái bảo tàng lịch sử. Nên ra là cái tường đá này
nghĩ là không bao giờ đâu có. Người ta ngày xưa người ta có chát đâu bằng cái gì đâu, đất à, chỉ là đất sét hay là cái đất gì đấy, đá nó dính như thế nào. Vâng, gần như khối to người ta xếp vào nhau thôi đúng không ạ? Chỉ là như vậy thôi chứ mà nó cũng liên kết với nhau. Vâng, đúng rồi, như cái đoạn này nhìn như kiểu đất này. Đá xanh rất là chắc luôn. Ờ, đây này, đây này mình nghĩ là có một tí đất nó dính ở chỗ này thôi đây này. Vâng. Ngày trước làm gì có xi, có xeo vâng. gì đúng đúng không? Ngay cái việc đẽo để được những cái cục đấy. Vuông thế này cũng đã là rất khó rồi đúng không ạ? Đây này đẽo thủ công hết đây này. Vâng. Bằng những cái kiểu người dân tộc người ta đẽo đây này. Đục cái là một phần là cái lô cốt luôn, có cái lô để bắn đạn ra kìa. Ở trên kia cũng thế, trong nhà cũng có nhá. Đây ngày trước cũng là khu quân sự luôn. Gọi là pháo đài đúng không? Câu ra ngoài đấy nhỉ. Rất là chắc chắn. Quê phong thủy đạn bắn cốt bắn. Anh em mình di chuyển tiếp nhỉ. Thấy các cô đi ra thấy ấn tượng thế này thì mình phải vào thôi. Vâng, càng kích thích cho bọn cháu phải vào càng nhanh càng tốt ạ. Và ra thì từ từ thôi. Đấy. Lần sau các cô liên hệ với cháu để được gặp mông xịn nhá. Mông xịn. Đây không biết có phải mông xịn không đây. Hai cô này hai cô du khách rồi. Mấy bạn này là mông ở xuôi lên rồi. Anh phải không? Phải Hoàng Anh không? Không phải đâu. Không phải vừa rồi là cái cổng của cái vòng tường thành nhá các bạn nhé. Cái vòng tường thành thì có một cái cổng nhỏ này, không có trang trí nhiều. Còn đây mới là phần cổng chính của cái dinh thự này. Đấy các bạn nhìn những cái phần chậm khắc gỗ rất là đẹp này, rất là tinh xảo. Thì là cái kiến trúc ở đây là kết hợp giữa kiến trúc của người Pháp, người Mông và người người Mông Cổ và quên người Mông mình và người Trung Hoa đúng không? Với lại kết, Pháp, ba nền kiến trúc. Kết hợp của ba cái giao lưu với nhau ở cuối thế kỷ 19 à? Vâng. Đầu thế kỷ 20 nên là giao thoa văn hóa với nhau. Đấy, dừng lại để cho các bạn xem một chút này. Mà anh đã thấy mệt rồi đấy ạ. Mới leo. Vào bên trong còn nhiều chỗ hơn nữa anh ạ. Không biết là mình leo được bao nhiêu bậc đá rồi mà cảm thấy đã mệt rồi. Nào anh em mình vô tiếp nào. À đây có sơ đồ, hình như đây như là sơ đồ của cái khu này đúng không? Mình có thể lướt qua cái sơ đồ. Ô, en. Ờ sơ đồ đây. Khu di tích nhà Vương. Khu di tích. À đừng nhựa vào đây này. Ở đây rồi. Cửa cổng ở đây. Quên cái vòng đỏ này. Đây chắc là nhà tiền đường, nhà trung và nhà hậu đây. Lúc anh đọc qua là có ba khu vực nhà đây, bể nước. Ờ. Thì thấy bảo có một cái bể nước rất to, chứa đến khoảng 300 khối nước. Vâng. Vì là ở trên này nó thường xuyên hạn hán và ngày đó thì ông Vương Chính Đức là đã phải làm một cái bể vậy để trữ nước để dùng cho cả năm luôn. Dạ đúng rồi ạ. Đây chắc là cái nhà tiền đường đây. Hello. Hai bạn này là model của anh này hay là anh ấy xin ảnh đây? Anh xin ảnh à? Tí thế thì tí cho anh với nhá. Đấy kiến trúc này là mang dáng dấp như là của Trung Hoa đúng không em? Vâng, nhà đúng không? Rất là giống những cái ngôi nhà cổ ở Trung Quốc luôn. Còn cái về phần kiến trúc đá kia thì và xi măng nữa thì đá thì là người Mông mình hay dùng đá đúng không? Ở đây thì rất nhiều đá nên cần dùng. Anh ở kênh Rubathan. Viết tắt của ruộng bậc thang. Surprise. Em về em gõ Zuba là thấy luôn mà. Em gõ Zuba là thấy luôn. Có Zuba trên YouTube rồi đấy. Anh quay xong là mai kia anh mới đưa lên. Mình có thể đi lên cái tầng này một chút em nhỉ? Đằng nào cũng thấy tí mình khỏi quay lại nhá. Mình lên thử xem là trên tầng 2 xem có cái gì nào. Hoàn toàn bằng gỗ. Đố em nhớ được có bao nhiêu phòng? Quá là nhiều phòng, em không thể nhớ. Quá là nhiều phòng nữa. 64 phòng em ạ. 64. Còn một con số nào để muốn nói với em nữa nhỉ? Nó hoàn thành vào năm 1907. Là lúc đó 1907. Cái công trình này xây dựng đến mấy năm nhỉ? Từ năm 1898 đến 1907 đâu? 9 năm em ạ. 9 năm. Dạ. Kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ. Từ... Xem bên này có gì ạ? Đây hình như là khu hành lang em ạ. Khu hành lang. Vâng. Hành lang để đi đến các ngày phòng. Ngày xưa là rất là lạnh nên là các cụ phải xây cái tường dày đúng không? Dày. Mấy này kiểu hay chiến tranh nữa em.
Xây để cho nó chắc ấy. À hình như cái bể nước bên này các em này. À đúng rồi ạ. Lát nữa mình sẽ xuống xem, bảo bể to lắm này, làm hẳn mái che này. 300 khối nước cơ mà. Đi đi bên này em ơi. 64 buồng bởi vì là rất nhiều như vậy, bởi vì là như phía ngoài này là khu để cho cái quân lính này, những người bảo vệ cái khu này này. Đấy, còn ở phía trong thì đây là ở đây ảnh của chỉ huy quân sự. À. Chắc là chỉ huy quân sự đây, vì trước là anh đọc là bộ đội mà bảo vệ cho cái khu dinh thự là ở đây mà, thì đây chắc là một khu mà nhà ở xong sau này cũng là nơi căn cứ quân sự. Các bạn biết vì sao mà người ta lại gọi là nhà vương mà không gọi là nhà vua không? Nhà em theo em thì tại sao? Chỗ này không lên được đâu. Tại vì là đây là họ vương không phải là họ vua. Em đi chậm thôi, anh đi nhanh rồi để anh quay được toàn cảnh em thôi. Ok. Tại sao? Tại vì là vương thì nó cũng dạng là vua, mà trong Hán Việt ấy thì nó sẽ là vương, nó không phải gọi là vua ạ. Với lại họ người Mông ấy thì có một cái họ là họ vương, nên là người ta sẽ gọi là nhà vương. Là nhà của họ vương. Đấy là cái hiểu vua của vương. Đấy là cái hiểu của dế, còn cái hiểu của mình thì là tại sao ở trên, nhưng mà người trên này người ta lại gọi là vua mèo. Tức là đối với người dân ở vùng này thì người ta coi ông ấy là vua, tức là người đứng đầu của cả cái khu vực, giống như kiểu đất nước thì có một người đứng đầu thì đó là vua. Vâng. Nhưng mà xét rộng ra thì cả Việt Nam mình ấy thì chỉ có một vua thôi, chứ đúng không thể là có nhiều vua. Vâng. Và những người thấp hơn vua ấy mà cai quản những vùng đó thì người ta chỉ được gọi là vương thôi. Vâng ạ. Các đại vương ấy ở. Dạ vâng. Đấy nên là anh nghĩ là như vậy. Vâng. Như em đọc tài liệu thì là một người đứng đầu ấy thì tại vì trong Tiến Mông là không có từ vua, nên là người ta sẽ sử dụng là người đứng đầu. Người đứng đầu. Thôi không sử dụng từ vua, nhưng mà sau này theo như tiếng Việt dịch ra thì sẽ gọi là vua mèo. À đấy. Thì nếu mà khu vực này mà ở độc lập một mình là một quốc gia riêng ấy thì chắc chắn sẽ là nhà vua. Vâng. Nhưng mà khu này vẫn là thuộc về lãnh thổ của Việt Nam. Dạ. Và có một cái tấm bức hoành phi bức ở cổng ấy. Bức đấy chính là do nhà vua khải định của triều đình Việt Nam mình là tặng cho ông Vương Chính Đức. Vâng. Đấy, tức là thực sự là vẫn là dưới quyền quản lý của nhà nước đấy từ thời phong kiến. Vâng. Chứ không phải là một cái đất nước độc lập đặc biệt riêng ở đấy nên vâng, nên người ta chỉ ạ. Gọi là vương chứ người ta không thể gọi là vua được. Dạ. Anh em mình sẽ đi tiếp vào nhà phía trong nhá. Chúng ta đi qua cái dãy nhà đầu tiên. Ở đây thì các nhà như là được nối với nhau bằng đây cũng là phòng thôi em nhỉ. Tức là cả hai bên sườn này là người ta cũng làm được cái là... những cái phòng luôn đúng không? Vâng. Ừ. Đây là phòng. À. Họ thiết kế gần như kiểu dạng là liên là nhau. Khép kín vào nhau, kín vào nhau nhỉ? Ừ, cứ thế nối vào nhau. Đây là một số cái hình ảnh mà trong cái thời gian mà ông Vương Chính Đức còn cai quản cái làm cái vùng này, lúc đấy là gọi là làm quan ở dưới triều Nguyễn của chế độ phong kiến Việt Nam mình. Em thấy các anh chị đang bảo là giường của ông ở bên này à? Không biết là giường của ai. Nếu giường của quan thì chắc là sẽ đẹp hơn rất nhiều. Mình sang thử cái gian bên này nữa nào. Bởi vì có 64 phòng thì thật ra mình cũng không biết là cái phòng nào là phòng thực sự là của ông ấy đây. Những cái sập như thế này. Đây là giường ngủ của vợ ba. Thế à? Vợ thứ ba của ông. Em nằm thử em. Trông giống vợ của vua mèo. Ôi dồi, cầu thang dốc quá. Ủa. Chỗ này chắc là chỗ có thể là để ăn cơm của cả gia đình đúng không? Bởi vì rộng thế này ấy mà. Ok, sau một hồi chuẩn bị thì Váng đã sẵn sàng cho một tiết mục múa truyền thống của người Mông mình chưa? Em đã diện một bộ quần áo rất là đẹp rồi đây đúng không? Bộ quần áo người Mông ở trên Hà Giang này đúng không? Rất đẹp luôn. Wow. Em Váng thì vừa mới bước ra ở một cái phòng ở của một trong những cái nơi ở của các bà vợ của vua mèo. Và ra thì mình thấy
Nếu mà Váng mà sinh vào cái thời đó ấy, khả năng là cũng được đưa về đây để làm vợ vua mèo rồi. Nếu mà ngày đó mà em được đưa về đây thì em có đồng ý làm vợ vua mèo không? Ở đấy thì em nghĩ là được làm vợ vua mèo chắc là một điều rất là hạnh phúc. Và một điều vì vua mèo thì là sẽ ở trong một cái không gian, nó sẽ không giống như ở ngoài. Là những người được vào làm vợ của vua mèo và sinh sống ở đây thì chắc hẳn sẽ là những người mà đã lọt vào mắt của vua mèo. Và chắc là cuộc sống này cũng sẽ là ổn hơn rất nhiều so với việc là phải bươn chải làm lũ với lại những cái ngọn núi đá ngoài kia, đúng không? Hôm nay thì em sẽ thử hóa thân thành một bà vợ của vua mèo. Sẽ nhảy múa ở trong cái không gian này, đúng không? Ok, đấy, mình sẽ hóa thân vào vậy để mình cảm xúc giống như là mình là một người ở đây, là một chủ nhân, một trong những chủ nhân của cái khu dinh thự này, và có một cái tiết mục múa thật là đặc sắc để cho các bạn nhìn hết những cái góc cạnh đẹp nhất của cái dinh thự này. Ok, sẵn sàng nhá. Rồi, anh em mình mời các bạn sẽ xem tiết mục múa của vợ vua mèo trong quá khứ nào. Các bạn vừa thấy em Váng hóa thân thành một phu nhân của vua mèo trong quá khứ. Các bạn thấy có giống không nhỉ? Chắc là không giống đâu. anh nghĩ là giống đấy. Tất cả các cái hoạt động cơ bản, một số cái hoạt động
lao động thì ngày xưa ở trong này thì cũng đã xuất hiện rồi. Và những cái điệu múa rất đẹp truyền thống của người Mông ở trên này, và đặc biệt là cái vẻ đẹp của váng này là anh thấy giống vợ vua mèo lắm. Mệt lắm không em? Hôm nay thì cũng hơi mệt, tại vì sáng đi chợ, đi ra phiên chợ, xong chiều quay lại nhà Vương thì mình di chuyển cả ngày ấy, nên là cũng đến giờ là cũng hơi mệt rồi. Rất là tuyệt vời, nhưng mà đấy, mình nói chung là mình cố gắng một chút. Đây cũng là giống như cái công việc mà mình góp phần một chút cái sức của mình vào để quảng bá cho cái địa điểm du lịch nhà Vương, đúng không? Vâng. Cũng là cái nét truyền thống văn hóa của người Mông mình, đúng không? Nên là mình cố một chút. Tuy mệt nhưng mà mình thích kiểu tuyệt vời, đẹp. Lần đầu ra đây được trải nghiệm rất là nhiều thứ. Và mình học hỏi được rất là nhiều anh chị em ở đây, ở địa phương ở đây. Mọi người ở đây rất là thân thiện. Và những gì mà mình không hiểu thì họ đều tận tình để chỉ bảo mình. Như kiểu là mình báo cho nhà Vương này, có những gì mình không hiểu thì họ sẽ nói. Họ chia sẻ rất là thoải mái, đúng không? Chứ không có khó khăn gì. À mà em Dế đâu ấy nhỉ? Dế ơi! Dế ơi! Ra đây anh em mình chào nhau một cái nào. Còn đi chợ tình khâu vai mà. Anh ơi, anh chụp cho em mấy bức ở đây vậy? Em ngồi xuống với váng tí đã nào. Chị ngồi bậc trên. Hai đứa kéo dây gì ạ? Dây tơ hồng à. Ngồi xong váng à. Đây. Ok, ok. Nào nhìn mặt về đây, quay mặt về đây. Quay mặt với anh Tụy nào. Thì lúc ai bảo anh chụp cho em cái. Ok. Thì anh chụp cho em mấy ảnh ở đây. Cứ lo ảnh nhỉ. Được chưa? Anh nói đi, anh cứ nói. Bây giờ mới đủ là hai diễn viên quần chúng trong cái tiết mục rất là tuyệt vời vừa rồi. Em Vàng Thị Dế và em Giàng. Vàng Thị Dế và em Giàng Thị Váng. Giàng Thị Váng. Giàng Thị Váng và Vàng Thị Dế à? Hai em Giàng Thị Váng và Vàng. Không, đọc tên của Váng kia mới đọc tên của Dế sau mới dễ hơn. Một cô gái người Mông ở Đồng Văn và một cô gái người Mông ở Bắc Quang, Hà Giang rất là tuyệt vời. Cũng rất là cảm ơn hai em, chả biết nói gì. Cảm ơn các em rất nhiều. Và hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ được gặp nhau ở chợ tình Khâu Vai nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Ok, hẹn gặp lại nào.